Làm gì mà tối thui trong đây? Làm gì mà hôi trong đây hết? Mẹ đi làm khó khăn, không ai giúp mẹ nhà hết. Mầm nghĩa hậu. Thôi, mày không biết làm gì hết. Lúc mẹ chết mày mới biết nha. Mom, my friend's here. Dạ, chào cô khỏe không? Hai con, sao con tôi không giống bạn hả? Dễ thương mà hiền. Thôi, đừng có lo bạn, lo con thôi. Theo bạn chứ gì? Lúc mình tới buffet, mày nói mày 5 tuổi nha. Mom, I'm 24. Mày muốn ăn không?